Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc, viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục chương trình SBTN, tiếp tục chương trình. Anh Dũng vẫn còn rất là hào hứng cái chuyện đá banh. Mời anh tiếp tục trước khi tôi nói chuyện tiền bạc. Vâng, đá banh sôi nổi quá, nhưng mà nãy giờ âm thanh bị trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi nhận được hơn một chục cái email của khán giả gửi vô đây. Bây giờ chắc quý vị nghe được rồi. Xin cáo lỗi cùng quý vị là sáng đầu tuần thứ hai, không biết nó trục trặc cái gì đó. Một lần nữa xin cáo lỗi cùng quý vị. Bây giờ chắc quý vị nghe được rồi. Nếu quý vị nghe được rồi, làm ơn email một cái cho chúng tôi biết. Tôi được biết là bây giờ đây có người nghe được rồi, nghe được rồi, đây một khán giả đã email vô. Vâng, thì đang nãy tôi đang nói về cái đội Manchester United mà ngày hôm qua fan cứng họ đến họ phản đối tại sân vận động Old Trafford, là bởi vì cái gia đình ông John Glazer mua cái đội này, họ nói là ông thao túng và ông định lập ra Super League. Thì tôi có nói là ông làm chủ luôn cả cái đội Tampa Bay Buccaneers, là cái đội mà năm nay là mới lần đầu tiên lịch sử đoạt Super Bowl, bây giờ mua được cái anh chàng cầu thủ mà gọi là siêu super quarterback là Tom Brady, chồng một cô người mẫu người Brazil rất là đẹp và đại khái đó, ông nhiều tiền quá, và gia đình cũng kinh doanh thể thao không, và anh Lâm còn biết gia đình cũng kinh doanh cái gì nữa, xin mời anh. Đây, xin ban kỹ thuật cho xem laptop của tôi để chúng ta xem cái ông chủ của Manchester United. Đó. Đây là ông Joe Glazer, thưa quý vị, ông này cũng còn trẻ lắm, sinh năm 1967, tuổi con dê. Và ông á, là cái tài sản mà ông có lớn bây giờ đó là nhờ bố với mẹ. Ông bố với mẹ gia tài, phải không? Thừa hưởng gia tài. Người bố với mẹ đó thì lại là những học sinh là bỏ học, họ đã drop out, nhưng mà họ lại làm chủ một cái khu đất cho thuê nhà mobile home. Rồi làm sao đó họ đầu tư như thế nào đó, tự nhiên họ xây dựng được một cái đế chế đầu tư, anh Dũng. Thì họ tạo ra cái công ty gọi công ty First Ally Corporation. Và công ty đó, đó nó trị giá khoảng chừng 4-5 tỷ Mỹ Kim. Rồi năm 2014 đó, ông bố chết thì có thể là các ông con này được hưởng tài sản hết. Thì cái điều chúng tôi chú ý đặc biệt là ông bố của người này là không cần đi học mà trở thành tỷ phú, anh Dũng. Cho nên cái chuyện này chúng ta đôi khi cũng phải cân nhắc lại. Nếu mà người nào tính đến chuyện gọi là muốn có tiền thì không cần phải là đi học. Không, anh nói vậy không đúng, không cần đi học đại học. Không cần đi học. Đi học đại học mà không cần hoàn tất. Giống như trường hợp này, nó không cần đi học thì cũng đúng. Nó không cần đi học người ta bỏ đi học. Giống như Bill Gates. Học đã đủ rồi, đại khái như thế, học đã đủ rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà ông chủ đội Manchester United ngày hôm qua bị phản đối dữ dội. Chúng tôi, đó là cái tin liên quan đến chuyện đó. Bây giờ qua đến Ấn Độ. Ấn Độ, thưa quý vị, tình hình bây giờ cũng rất là căng thẳng. Ngày hôm qua Ấn Độ đã phá kỷ lục trên thế giới, đó là trong một ngày có hơn 400.000 người bị Covid-19. Trong một ngày, thưa quý vị, coi như đây là kỷ lục thế giới, và đây cũng là cái đợt mà lớn nhất của Ấn Độ. Trong khi đó là các quốc gia trên thế giới bắt đầu tiếp tục đưa những cái hỗ trợ, những cái gọi là bây giờ Ấn Độ đang rất cần oxygen và bây giờ họ nhập về. Đó. Tôi nhìn máy bay này giống máy bay của Nga, thấy chữ không phải biết phải chữ Nga không anh Long? Đây họ đang, quý vị thấy những cái thùng oxygen kinh hoàng luôn. Xe là dè vô chở, không có loại, chứ có loại bình nhỏ, thấy không? Bình lớn cái này nè, bình xe dè vô để họ nhập cảng họ mua về, bởi vì họ thiếu oxygen quá trời. Và ngày hôm qua nó cũng có hai cái sự kiện cuối tuần vừa rồi, là có cuộc bầu cử tại Ấn Độ, cái đảng của ông Modi thua đậm, không biết ông còn làm thủ tướng trong những ngày tới nữa không. Cái thứ hai là tối cao pháp viện của quốc gia này ra lệnh là làm sao phải có oxygen đầy đủ cho bệnh nhân Covid-19. Đúng rồi, nó phải Nga, tôi thấy vừa rồi. Dạ, mới thấy cái lá cờ của Nga. Dạ. Nhưng mà không biết là họ mua của Nga hay mua của ai, là Nga chở dùng, thì cái chuyện đó chúng ta không biết, trong bản tin thì không nói rõ đó. Nhưng mà cái này là coi như họ nhập cảng oxygen về, quý vị thấy không? Đây, đang lốt xuống ở cái thành phố gọi là Kolkata hôm ngày hôm qua. Trong lúc đất nước này coi như là con số ngày hôm qua nó giảm chút xíu, nhưng mà con số ngày thứ bảy đó là hơn 400.000.
Và bây giờ Ấn Độ là tổng cộng là đã hơn 20 triệu người bị nhiễm COVID-19. Đó là cái tình hình rất là xấu ở tại Ấn Độ. Coi như là một ngày đó là họ, trong một ngày đó là họ cần tới khoảng 7.200 gọi là họ gọi là tấn oxygen, không biết họ tính cái đơn vị nào, họ gọi là 7.200 tấn một ngày trong tháng này. Đó là cái và cái công ty mà sản xuất đó cho họ đó là cũng không đủ rồi, là công ty Linh PLC, đại khái như vậy. Và cũng trên màn hình quý vị thấy đó là các quốc gia khác bây giờ đang tiếp tục cái này là trợ. Máy bay Mỹ. Đây cái máy bay Mỹ, USS viện trợ cho Ấn Độ những cái gọi là loại thuốc để ngăn chặn COVID-19. Hôm trước thì Mỹ dự trù là 60 triệu liều AstraZeneca đúng không anh? Vâng. Nhưng mà cái này thì không biết là cái gì trong đó. Vâng, biết cái chiếc máy bay này là chở 125.000 liều thuốc Remdesivir. Remdesivir là cái loại thuốc mà gọi là đặc trị. Đặc trị. COVID-19 được Hoa Kỳ chuẩn thuận. Và người một trong những người xài đầu tiên là tổng thống Donald Trump. Dạ, dạ, đúng xài rồi. Cái đúng thuốc rồi. Này mà không những thứ này, ông còn xài thêm nhiều cái thứ mà gọi là dữ dội khác mà trong thời gian đó chưa được chuẩn thuận. Được chuẩn thuận khẩn cấp. Không, trong trường hợp đó. Trước đó chưa luôn, Dũng nhớ lại lúc đó không, chưa không, luôn. Không, chưa ông với công chúng. Hết luôn. Không, chưa với công chúng. Chưa với công chúng, tội riêng với ông. Riêng là với ông được. Thì là được. Ông được xài cái... Được không, bởi vì anh nói cái này tôi mới nói là cái chuyện này nó có là bởi vì lúc đó đó, tôi có đọc đó, là ông Jared Kushner lúc còn rể yêu cầu FDA là lúc đó chuẩn thuận cái liều đó thôi. Trong đó hôm đó chỉ chuẩn thuận có mấy liều thôi, là cho ông với lại bà với lại cái coi như là những cái liều lẻ tẻ phải không, liều lẻ tẻ thì bởi vì khi mà chích vô đó anh nên nhớ một liều anh cũng phải được FDA chuẩn thuận đó, thì họ có trường hợp đó tức là hôm đó là ông Jared Kushner yêu cầu FDA là chuẩn thuận khẩn cấp chỉ mấy liều trong đó thôi, trong toàn ốc họ không nói rõ mấy liều mà chắc chắn là có ba người được chích, là ông Donald Trump, bà Melania Trump và cậu con trai là cái gì, Baron Trump đã được chích, là chắc chắn biết, nhớ tháng 10 năm ngoái kiểu ba người bị đó, còn những người khác bị nữa không chúng ta không biết, nhưng mà không biết bao nhiêu người chích, nhưng mà lúc đó là khẩn cấp. Anh nói rất đúng là bởi vì chưa có chuẩn thuận cho ngoài, nhưng mà chuẩn thuận đó, bởi vì nếu không chuẩn thuận không thể chích được, vì lúc đó anh cũng muốn chích, tôi không chích cho anh luôn, tại vì không bác sĩ nào dám nhận đúng trách rồi. Nhiệm đó, không bác đúng sĩ rồi. dám nhưng mà anh muốn luôn, nhưng mà FDA nó không cho anh chích. Không, FDA không cho chích, nhưng mà nếu anh có trong tay, anh có gan thì anh làm. Bác sĩ chích chẳng nữa, bác sĩ mất việc. Bác sĩ mất việc. FDA nó không cho chích, nó bảo phải chúng tôi chuẩn thuận. Đó. Thì trở lại vấn đề là Mỹ cũng đã, ngày hôm qua là bắt đầu cũng chuyển đến một số thuốc cho bên Ấn Độ. Ngoài Mỹ ra thì Đức cũng chuyển một số thuốc, cũng một số luôn. Thì đây, máy bay của Đức, lá cờ Đức thấy rõ ha, nhìn là biết là lá cờ Đức. Đó, lá cờ Đức trên cái máy bay quý vị. Thì Đức chuyển gì tới Vĩnh Long? Thưa quý khán giả, thì Đức gửi cũng rất nhiều các loại thuốc, đương nhiên cũng cho một cái mục đích chữa các bệnh Đức nhân. Chở 100 cái máy trợ thở đến phi trường quốc tế Gandhi ngày hôm qua. 100 máy trợ thở. Tuần tới thì sẽ có 2 chiếc máy bay nữa của Đức sẽ mang những cái gọi là dụng cụ để sản xuất oxygen. Mà cái loại mà gọi là mobile, tức là những cái xe mà có thể sản xuất oxygen luôn mà để phải đem đến những cái vùng quê đó, nó năng động hơn. Anh em bây giờ tức là họ tặng luôn cả cái loại mà cái xe, cái loại mà để mà sản xuất oxygen tại chỗ luôn, thay vì sản xuất trong xưởng chở đi mất thì giờ, bây giờ họ sẽ có những phương tiện đó. Đức sẽ tuần tới sẽ chở những phương tiện đến để mà lập ra những cái gọi là, tôi gọi là những cái xưởng sản xuất oxygen gọi là lưu động, cũng hay ha, nó nhanh hơn đúng không anh? Dạ, chính xác. Những cái máy này theo chúng tôi biết là có một số bạn bè ở một vài quốc gia khác, đặc biệt ở vùng Đông Nam Á anh Dũng. Vâng. Người ta lại mua những cái máy, những cái máy này nó tạo oxygen cho mình luôn. Vâng. Và không có bao nhiêu tiền, cũng chừng 300 Mỹ kim trở lại, nhưng mà cái thủ tục gửi qua bên Mỹ quá phức tạp. Vâng. Cho nên bên Mỹ chúng ta cũng chưa có, mà với lại bên Mỹ mình liên quan đến vấn đề y tế thì nó cũng rất là khó để mà chuẩn thuận, để mà sử dụng. Nhưng mà với các quốc gia khác thì họ đều tìm mọi cách để mọi chuyện nó trở nên đơn giản hơn.
Vâng, ngoài Đức thì ngày hôm qua Pháp cũng có một chuyến bay cũng chở một số hàng hóa tiếp tế cho Ấn Độ. À, ông Pháp đi máy bay, à đây cargo, air cargo của hãng này đây, máy bay khổng lồ không anh, toàn máy bay khổng lồ không? Máy bay thì, vâng, Pháp thì chở đến cái gì? Pháp là có 8 cái, bao gồm 8 cái máy để sản xuất oxygen, à, sẽ được gắn ở trong 8 bệnh viện ở New Delhi, đó. Rồi cũng đến phi trường quốc tế Gandhi luôn. À, như vậy là bây giờ họ cần oxygen này. Ngoài thuốc là ông Mỹ thì ông cho thuốc. Còn ông Pháp với lại ông Đức thì cho cái máy để sản xuất oxygen và cái máy thở. Và ngày hôm qua thì bên Anh, ông Thủ tướng Boris Johnson cũng cho biết là Anh sẽ gửi đến 1.000 cái máy trợ thở cho Ấn Độ. Và trong những ngày tới sẽ tiếp tục nữa. Thì ông Johnson cũng có nói như thế này, những gì xảy ra Ấn Độ là kinh hoàng, mà người Anh không thể chịu nổi, bởi vì Anh và Ấn Độ, người dân Anh và người dân Ấn Độ có những cái gọi là chia sẻ chung với nhau. Thành ra nước Anh khi Ấn Độ cần là nước Anh sẽ hỗ trợ. Và ngày hôm qua thủ tướng, bên văn phòng thủ tướng Anh cho biết là ông Johnson, Boris Johnson cũng có nói chuyện qua điện thoại với lại ông Modi để mà bàn cái chuyện mà giúp đỡ Nhật, giúp đỡ Ấn Độ trong những ngày tới. Mở ngoặc tí xíu, bị nhớ là Ấn Độ là thuộc địa của Anh, nhớ không? Cái văn hóa của Ấn Độ ảnh hưởng văn hóa Anh rất là nhiều. À, hầu hết các gọi là các thành phần gọi là đại trí thức của Nhật là đều của Ấn Độ đều học bên Anh, Oxford được không, không? Toàn là thứ dữ không. Thì có vùng Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan ngày xưa là coi như thuộc địa của Anh. Thành ra coi như mẫu quốc cũng một phần nào hỗ trợ. Cựu mẫu quốc cho là mẫu quốc, cựu mẫu quốc. Khi anh nói các vấn đề quan hệ quốc tế mà nhìn lại những cái hình ảnh mà quý vị vừa mới xem, các máy bay của các quốc gia ngoại quốc bay đến Ấn Độ để trợ giúp, thì tôi chợt nhớ câu chuyện của Mỹ cách đây một năm. Những máy bay ở quốc gia nào đến Hoa Kỳ một năm trước đây. Xin quý vị tiếp tục dưới băng tầng SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.